Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nơi trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi bị rơi. Giới chức Iran thông báo lực lượng cứu hộ đã tới được vùng đất Bisma ở tỉnh Đông Azerbaijan, phía bắc đất nước nơi trực thăng Tổng thống Ebrahim Raisi bị rơi. Theo truyền thông Iran, trực thăng gặp nạn ở khu vực rừng núi hiểm trở giữa hai thành phố Vazakan và Jonfa thuộc tỉnh Đông Azerbaijan hôm 19 tháng 5, trong lúc ông Raisi đang trên đường trở về sau khi cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev dự lễ khánh thành đập nước Kit Kalasi ở khu vực biên giới giữa hai nước. Lúc gặp nạn, ngoài Tổng thống trên trực thăng còn có Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Ramati và một số quan chức cấp cao khác của Iran. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn lời một số cư dân địa phương kể họ đã nghe thấy các tiếng động đáng chú ý trong khu vực vào thời điểm đó. 65 đội phản ứng nhanh với trang thiết bị đầy đủ, bao gồm cả máy bay không người lái UAV và chó nghiệp vụ, 8 xe cứu thương đã được phái tới hiện trường. Quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cũng điều động các đơn vị biệt kích và lính đặc nhiệm đến hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn xuyên đêm. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi, địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết xấu có mưa lớn và đặc biệt là sương mù dày đặc trong khu vực đang cản trở các nỗ lực nói trên, khiến chiến dịch tìm kiếm cứu hộ có thể mất nhiều thời gian. Một phát ngôn viên của Cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp Iran nói, nhà chức trách đã cử một trực thăng khẩn cấp tới hỗ trợ, nhưng máy bay này buộc phải quay trở lại do không thể hạ cánh xuống khu vực bị sương mù bao phủ dày đặc. Các quan chức quân đội tham gia chiến dịch cứu hộ tiết lộ, họ vẫn chưa xác định được địa điểm chính xác rơi trực thăng. Hiện cũng chưa rõ tình trạng của ông Raisi và các quan chức tháp tùng trên trực thăng. Tài khoản chính thức của Tổng thống trên Instagram và kênh truyền hình quốc gia Iran đã kêu gọi người dân nước này cầu nguyện cho ông cũng như đoàn tùy tùng. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Tổng thống Azerbaijan Aliyev tuyên bố đất nước của ông sẵn sàng trợ giúp Iran trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trực thăng bị rơi. Theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai máy bay tiên tiến, một trực thăng và 50 nhân viên cứu hộ trên núi chuyên nghiệp của Moscow sẽ tới Tabriz, thủ phủ tỉnh Đông Azerbaijan trong một giờ nữa để giúp lực lượng cứu hộ Iran. Janet Lenasik, ủy viên châu Âu về quản lý khủng hoảng thông báo, sau khi nhận được yêu cầu từ Iran, Liên minh châu Âu EU đang kích hoạt dịch vụ lập bản đồ vệ tinh phản ứng nhanh Copernicus MS. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã nghe báo cáo về vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran. Trong khi đó, kênh 13 của Israel dẫn lời các quan chức nước này quả quyết Tel Aviv không liên quan đến sự cố. Cận cảnh chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, đã gặp sự cố khi ông Raisi đang trên đường trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan, hãng thông tấn Iran Tasnim đưa tin. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Iran đã xác định được địa điểm trực thăng rơi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy ông Raisi và các quan chức. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết trực thăng chở Tổng thống Iran rơi là chiếc Bell 212 thuộc dòng Bell Textron do Mỹ sản xuất. Do Bell Textron Inc., một nhà sản xuất hàng không vũ trụ của Mỹ có trụ sở tại thành phố Fort Worth, bang Texas sản xuất. Bell 212 là một trong những mẫu trực thăng mang tính biểu tượng của hãng, theo hãng tin First Post. Được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối những năm 1960, Bell 212 nhanh chóng khẳng định mình là một con ngựa thổ trong ngành công nghiệp trực thăng. Với cấu hình động cơ đôi, Bell 212 mang lại công suất và độ tin cậy cao hơn so với phiên bản cũ Bell 205. Nhờ các đặc tính đó, Bell 212 được cho là rất phù hợp cho nhiều nhiệm vụ bao gồm vận tải, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy và hoạt động quân sự. Theo hãng công nghệ trực thăng Skyline Helicopter Technology, các hoạt động bảo dưỡng thường gặp liên quan đến chiếc Bell 212 gồm sửa chữa các khiếm khuyết về cấu trúc, thay thế các bộ phận do ngừng hoạt động, tân trang máy bay, thay thế dây điện, nội thất, nâng cấp hệ thống điện tử hàng không. Dù nổi tiếng là dòng trực thăng có độ an toàn cao, Bell 212 không may dính vào một số vụ tai nạn đáng chú ý trong những năm qua. Vào năm 1997, một chiếc Bell 212 do hãng vận tải hàng không Petroleum Helicopter vận hành đã bị rơi ngoài khơi bờ biển bang Louisiana, Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng. Chiếc trực thăng khi đó đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển ngoài khơi, như thường lệ thì gặp sự cố cơ học dẫn đến hậu quả thảm khốc kể trên. Trong một sự cố khác, vào năm 2009, một chiếc Bell 212 do Colgat Helicopter vận hành đã bị rơi ngoài bờ biển tỉnh Newfoundland, Canada, cướp đi sinh mạng của 17 trong số 18 người trên máy bay. Chiếc trực thăng đang trên đường đến một giàn khoan dầu ngoài khơi thì bị mất áp suất dầu ở một động cơ, buộc phi hành đoàn phải cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương.
Bất chấp những nỗ lực an toàn, chỉ có một người sống sót được tìm thấy trong vụ tai nạn này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay cho ông Raisi. Có những ai trong chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi? Truyền thông Iran đưa tin có tổng cộng 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, hãng Tasnim đưa tin có tổng cộng 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5. Theo Tasnim, 9 người trên trực thăng bao gồm Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, tỉnh trưởng tỉnh Đông Azerbaijan, Iran, ông Malek Ramati, giáo sĩ Imam Mohammed Ali Alehassem, cơ trưởng cơ phó trưởng đoàn, người đứng đầu bộ phận an ninh và một vệ sĩ. Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi gần thành phố Jonfa, Iran trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong điều kiện thời tiết xấu. Quốc tế phản ứng về việc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự cảm thông và lo lắng sau khi máy bay chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5 và vẫn chưa tiếp cận được Tổng thống, theo đài CNN. Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi gần thành phố Jonfa, Iran trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Iran đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 6 phương tiện và 32 nhân viên cứu hộ đến Iran. Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari đã gửi những lời cầu nguyện chân thành và những lời chúc tốt đẹp cho sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống Raisi để ông có thể tiếp tục phục vụ đất nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X rằng Ấn Độ đoàn kết với người dân Iran trong giờ phút đau buồn này và cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng thống và đoàn tháp tùng của ông. Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq cho biết, Bộ Nội vụ nước này đã chỉ đạo các nguồn lực từ tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iraq và các cơ quan chức năng khác sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm. Các bộ ngoại giao Armenia và Saudi Arabia đều đề nghị hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Ngày qua, Hamas đã ra tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Trong sự cố đau đớn này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bản lãnh đạo, chính phủ và người dân nước này. Đồng thời, chúng tôi cầu xin Thánh Allah toàn năng bảo vệ và đảm bảo an toàn cho Tổng thống Iran và phái đoàn tháp tùng ông, theo tuyên bố của Hamas. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!